Qua rồi cái thời chạy lũ, người dân miền Tây giờ phải lo chạy lỡ. Nước đói ngoạm bờ, biển ăn người chạy, cuộc sống người dân thấp thỏm bất an. Những dòng sông đổi tánh, gẫm mất bờ, tấn công đường giao thông, buộc hai xã An Thạnh Đông và Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng phải công bố tình trạng khẩn cấp. Lãnh đạo huyện Cù Lao Dung cho biết qua khảo sát có trên 30 điểm sạt lở nghiêm trọng lấn sát chân đê bao. Trong đó xã Đại Ân 1 có 18 điểm và 12 điểm ở An Thạnh Đông với chiều dài sạt lở hơn 1,5 km. Trên các đoạn này có khoảng 300 hộ dân sinh sống. Số liệu từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho thấy 3 năm qua, riêng bờ sông Hậu trung bình sạt lở chiều dài khoảng 500 m đến 1 km mỗi năm. Tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo ngành nông nghiệp theo dõi tình hình sạt lở và tiến độ khắc phục để xử lý kịp thời, triển khai cắm biển cảnh báo khoanh vùng nguy hiểm, chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hỗ trợ người dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Những bờ sông, bờ kênh sắc lẻm, chỉ cần nhìn cũng đủ chế giới vì có thể sụp lún bất cứ lúc nào. Người ta nói nhiều về nguyên nhân của sạt lở, trong đó cốt lõi là vấn đề thiếu cát, đói phù sa. Nhưng cái đói, cái thiếu này đâu thể đổ hết cho 4 từ biến đổi khí hậu. Nhiều tháng trời có mặt trên sông Tiền, đoạn tiếp giáp hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, nên được coi là túi cát miền Tây với trữ lượng hàng chục triệu mét khối. Phóng viên chương trình bất ngờ với hình ảnh của những con tàu ma và đằng sau đó là một hành trình bí ẩn đầy tội lỗi. Nhìn từ không ảnh, đoạn sông Tiền từ cầu Mỹ Thuận về phía hạ nguồn sông Mê Kông sẽ thấy rõ những dành đai cát ven hai bờ sông. Dòng Mê Kông chảy qua thành phố Vĩnh Long đến Cù Lao An Bình, chia nhánh chảy ra biển. Chi lưu phía hữu ngạn là sông Cổ Chiên. Dòng chính chảy qua địa phận Bến Tre tiếp tục chia nhánh chảy ra biển. Nhánh phụ nằm giữa huyện Mỏ Cày và huyện Dòng Trơm là sông Hàm Luông. Phù sa bồi lắng tạo ra những cồn cát với trữ lượng rất lớn. Trong đó, dòng Mê Kông chia ra thành sông Cổ Chiên gần Cù Lao An Bình. Tính theo thời giá, trữ lượng cát có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhìn những cảnh các tàu ung dung hút cát trái phép thế này, ít ai nghĩ nó diễn ra ngay giữa ban ngày. Tại khúc sông Tiền, đoạn chảy qua thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tại khúc sông có nhiều đơn vị bảo vệ, ngành chức năng đóng trạm đầy. Những con tàu vẫn ung dung hút cát trái phép trên một phạm vi rộng, hầu hết đều không có biển kiểm soát, nhưng chúng vẫn hiện diện trên sông và vô tư hút trộm cát. Cát được hút lên tại một mỏ cát phía bờ tỉnh Tiền Giang. Sau khi no cát, tàu sẽ vượt sông sang mạng cho các xà lan đậu chờ sẵn bên phía bờ Vĩnh Long. Và những xà lan này cũng không hề có biển kiểm soát. Thỉnh thoảng cũng có một vài phương tiện nhỏ bị cơ quan chức năng bắt xử lý. Tuy nhiên, có lẽ do nguồn lợi quá lớn nên việc xử phạt cứ như bắt cóc bỏ dĩa. Còn giới làm nghề ở khu vực này đều biết, những tàu bị bắt và xử lý không lớn so với tập đoàn các tàu hút cát lậu vào ban đêm cũng ngay trên đoạn sông này, mà họ gọi đó là tàu ma. Đêm xuống, trên khúc sông Tiền chảy qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Trong nhiều ngày có mặt tại đây, với nhiều tàu ghe khác nhau để vượt qua hàng rào cảnh giới của cánh khai thác cát trái phép. Phóng viên chúng tôi tiếp cận được với đội tàu mà giới buôn nhắc tới. Gia du đã được nói từ trước, nhưng khi tiếp cận, chúng tôi vẫn bị ngỡ ngàng. Tiếng động cơ trầm rú của hàng chục tàu sắt lớn văng hàng hút cát như xé tan màn đêm. Từ 22 giờ đến gần 1 giờ sáng, những chiếc tàu được chúng tôi đánh dấu đặc điểm đều khẩm và rút dòi, trong khi nhiều chiếc còn lại vẫn tăng tốc bơm. Họ tranh thủ lấy cát thật đầy trước khi trời hửng sáng. Khoảng 3-4 giờ sáng, những con tàu ma biến mất, trả lại khúc sông vắng lặng như chưa từng có gì quần nát ở đây. Lần theo đường đi của cát lậu, ống kính phóng viên ghi nhận được. Sau khi đo cát ở khu vực gần cồn Đồng Phú, các tàu này lại ngược dòng về thượng nguồn. Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc các tàu chở các khúc trộm kết nối với đường ống thọc ra tới tận bờ sông Cái Gam. Chúng tôi men theo những đường ống này để tìm ra sự thật. Và bất ngờ thay, các lậu ào ạt bơm trực tiếp lên để san lấp mặt bằng đại công trình đường Võ Văn Kiệt, đoạn Trường An - Tân Ngãi. Thật khó tin khi các lậu trên sông Tiền lại chảy vào công trình trọng điểm, nơi mà những con tàu ma lần lượt xếp tài bơm lên theo đường ống sẵn có. Mọi thứ liệu có phải là tình cờ hay màn đêm trên sông Tiền còn che giấu những sự thật khó tin nào nữa? Kỳ 2 của loạt phóng sự điều tra độc quyền trong tin tức Mê Kông ngày mai sẽ đi tìm câu trả lời. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Chiếc túi mỡ hờ hững, hớ hênh, vô tình khơi dậy lòng tham kẻ xấu. Cũng vì lòng tham, đối tượng sau đây dù có công việc ổn định, vẫn sa ngã vào con đường trộm cắp. Nông Ngọc Quang, 26 tuổi, trú thành phố Lạng Sơn, vừa bị công an tỉnh Lạng Sơn tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp. Trước đó, trong quá trình làm việc tại xưởng nhôm Lạng Sơn ở huyện Cao Lộc, đối tượng phát hiện hàng hóa thường xuyên không được kiểm đếm, buổi tối lại không có người trông giữ. Bản thân nợ nần nên nảy sinh ý định lấy trộm nhôm mang bán lấy tiền. Quang gọi điện cho người thu mua phế liệu đến xưởng bán 300 kg nhôm được 15 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, người này còn khai nhận từ cuối năm ngoái đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 6 phi vụ, lấy trộm hơn 1 tấn 300 kg nhôm. Tội phạm sản xuất tiêu thụ tiền giả vài năm trở lại đây ngày càng tinh vi về thủ đoạn. Các tờ polymer đạt đến mức siêu giả, nhìn bằng mắt thường khó mà phân biệt được. Bằng thủ đoạn dùng tiền giả mua hàng để nhận về tiền thật, hai đối tượng sau đây phải nhận về cái kết ê chề. Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra về hành vi lưu hành và sử dụng tiền giả của Trần Minh Quang, 16 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng khai nhận trước đó cùng với một người tên Kiệt thỏa thuận dùng 2 triệu đồng tiền thật đổi lấy 4 triệu đồng tiền giả. Cả hai đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Vĩnh Long, ghé các tiệm tạp hóa thuốc tây ở huyện Mang Thích, Dũng Liêm để mua dầu gió, nước ngọt, sau đó nhận lại tiền thừa là tiền thật. Với thủ đoạn này, Quang và Kiệt lừa được nhiều người. Khi dừng mua đồ tại cửa hàng thuốc tây xã Tân An Luông thì bị chủ tiệm phát hiện truy đuổi. Công an hiện thu hồi được 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý khán giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Dự báo từ đây cho đến ngày 30 tháng 4, vùng áp thấp có thể mạnh thêm và chuyển hướng về khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Từ đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai đến ngày 3 tháng 5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra mưa dông trên diện rộng. Cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chưa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Kiên Giang chủ động theo dõi tình hình để chủ động ứng phó. Nhà sàn nửa trên bờ, nửa dưới sông không còn là ở miền Tây, nhưng những ngôi nhà cao lêu nghêu dưới tán rừng đước, rừng mắm nơi miền cực Nam Tổ quốc thì chẳng thể lẫn vào đâu được. Vì các rạc rê của vùng đồng bằng sông nước này mà chúng còn được gọi với cái tên nhà cao cảng. Huyện Năm Căn và Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau được bao quanh bởi các cửa sông, cửa biển lớn, nên mực nước thường chênh lệch rất lớn khi thủy triều lên xuống. Để thích nghi, người dân nơi đây sáng tạo nên kiểu nhà cao cẳng độc đáo. Nhà có trụ đỡ được xây dựng cách mặt đất một khoảng không nhất định so với phần nền. Trước đây, bà con chủ yếu xây dựng tạm bợ bằng cây lá. Còn giờ đời sống phát triển, nên những ngôi nhà cao cẳng đều kiên cố, chắc chắn bằng bê tông, cốt thép bề thế. Trong đó, phần móng là được chú ý nhiều nhất. Ngoài nhà ở, những hàng quán để buôn bán, kinh doanh cũng được người dân chuộng lối thiết kế này. Ngay cả những trụ sở cơ quan hành chính cũng không ngoại lệ. Những căn nhà cao cẳng là sự thay đổi trong nếp sống của người dân Cà Mau vừa để thích nghi với biến đổi khí hậu, tác động của thời tiết, vừa tạo ra nét đặc trưng cho vùng đất cuối trời Tổ quốc. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chương trình tin tức Mê Kông của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.